Tôi nói thật với anh em, nếu mà kinh tế và công việc nó chưa sẵn sàng và chưa rõ ràng thì đừng nên mua xe trả góp. Tại vì mua xe trả góp tôi cũng đã và đang làm, nhưng tôi thấy thực sự đến 80-90% người đi mua xe trả góp dường như không đâu vào đâu, và trong một thời gian rất ngắn là phải thanh khoản xe, bán xe. Trong khi đó tiền tươi tóc thật, thà không làm thì vẫn có cơm, còn làm xong vay trả góp vừa áp lực xong chả thấy tiền đâu. Tại vì khi đi mua xe trả góp ấy, anh em phải hiểu một điều rằng ở đây tôi đang nói về xe cũ. Xe cũ ấy, dù xe mới hay xe cũ cũng vậy thôi, thì đều phải ra tên chính chủ. Xe cũ anh em phải ra tên chính chủ, mất một khoản. Anh em bảo hiểm thân vỏ, mất một khoản. Anh em cộng thêm một cái gọi là bảo hiểm nhân thọ, hoặc bảo hiểm khoản vay, hoặc tài khoản sim số đẹp, cũng mất một khoản. Cộng với lại một cái thẻ tín dụng. Thường ấy, để vay trả góp một con xe, ví dụ nhá, tôi lấy ví dụ một con xe như thế này chẳng hạn, đời 2022, một đời 2022, bây giờ anh em muốn trả góp thì anh em cơ bản sẽ phải bỏ ra số tiền, thứ nhất ngoài giá xe hiện tại em đang bán trả thẳng, đó là 500 triệu bao hồ sơ. Nếu mà anh em trả góp thì cơ bản anh em sẽ phải bỏ ra cái số tiền rút hồ sơ ra tên, coi như là tiền hồ sơ nó rơi vào tầm 3,5-4 triệu, thì bên bán thì như em sẽ bao cho khách hàng, thì anh em sẽ mất cái tiền thuế, lục thuế ra tên mất khoảng tầm 7 triệu nữa. 7 triệu cộng với một cái tiền gọi là bảo hiểm thân vỏ là 5 triệu nữa là 12 triệu. 12 triệu cộng với một cái bảo hiểm khoản vay, hoặc bảo hiểm nhân thọ, hoặc tài khoản số đẹp tầm 5 triệu nữa là tầm 17 triệu. Cộng với lại thường ấy, thường ngân hàng nếu mà một cái xe 500 triệu họ cho vay khoảng đâu đó khoảng 300 triệu thì trong 300 triệu đấy thì họ sẽ tách ra, họ sẽ tách ra và họ sẽ cho vay đâu đó tầm 290 hoặc 208 cộng với một cái thẻ tín dụng. Cái thẻ tín dụng là anh em phải hiểu rằng tiêu trước trả sau, tuy nhiên nó sẽ miễn lãi trong vòng 4-5 ngày nếu anh em trong vòng 4-5 ngày đấy anh em đáo vào, cũng như đáo ngân hàng ấy. Nhưng nếu anh em không đáo vào thì nó sẽ tính phần trăm theo ngày. Mà tôi nói đơn giản là mỗi ngày anh em sẽ mất đâu đó khoảng tầm 1.000 hoặc là 2.000 một triệu một ngày. Cơ bản đấy, nếu anh em không để ý, cái tín dụng nó là con dao hai lưỡi, cho nên anh em chưa hiểu thì đừng động đến tín dụng làm gì. Đó, thì thực sự khi mà em chia sẻ những cái điều này thì em biết rằng nó cũng nhiều cái bất lợi cho em, nhưng bản thân em thấy rằng nhiều trường hợp là dính vào cái việc đó là mua trả góp, sau đó là không thanh khoản được, dẫn đến tình trạng đó là lợ chồng lợ, thà không làm thì vẫn có cơm. Đó, cho nên em chia sẻ cái clip ngày hôm nay. Thì em chia sẻ cái điều này thì nếu mà anh em đang có nhu cầu công việc như thế nào, đang có dự định ra làm sao thì hãy cứ bình luận phía bên dưới, hoặc alo tới số điện thoại hiện trên màn hình, em tư vấn là hoàn toàn miễn phí. Còn chuyên mục chính ngày hôm nay thì em vẫn là báo giá xe, em vẫn là bán những chiếc xe hiện tại có ở bãi thôi. Đó, thì hiện tại thì anh em có thể thấy rằng trước mặt anh em là một số những mẫu xe cả lướt cả cũ. Thì một số mẫu xe lướt ở đây thì có kể đến là chiếc xe Kia K200 đời 2021 thùng lửng này. Một chiếc xe mà khá là mới. Thì chiếc xe này mới đi có 2 vạn thôi. Xe mới thì nó hơn 400. Còn xe cũ thì hiện tại như con này lướt lướt thì em để cho anh em với một mức giá đó là em để cho anh em hiện tại là 315 triệu có bớt, có fix, hồ sơ cầm tay, sẵn sàng ra tên trong vòng một lốt nhạc cho anh em. Một chiếc xe thùng lửng để chở nhôm kính hoặc chở vật liệu xây dựng cũng như là chở xe máy là quá hợp lý luôn. Thùng sàn e-lốc điều hòa theo xe rồi. Đó là chiếc xe Kia K200 đời 2021. Bên cạnh đó là một chiếc xe cũng siêu siêu lướt. Đấy, rất là nhiều xe siêu lướt nhá, đời 2022. Nhiều anh em hỏi là tại sao xe mới này người ta bán. Có hai trường hợp: một, người ta vỡ lợ người ta bán; hai nữa là người ta làm ăn được, người ta công việc nó cần xe to hay xe nhỏ phù hợp với công việc cơ hội của người ta, người ta đổi xe người ta bán. Thế thôi, chỉ có hai trường hợp, một được hai mất, thế thôi, không cần nói nhiều. Quan trọng cái hiện tại chúng ta như thế nào, chúng ta có bước vào cái sai lầm của người trước hay là chúng ta tự tin với lại cái nguồn lực của chúng ta hiện tại thì chúng ta chơi, chúng ta làm, chúng ta tính toán. Tại vì xe nó chỉ là công cụ thôi,
công cụ kiếm tiền thì chúng ta làm, công cụ không kiếm tiền thì chúng ta nghỉ, thế thôi. Thì mẫu xe S720 này đời 2022, tải trọng 6 tấn 8, thùng dài 6m2 đấy, với công nghệ mới, con này là đời mới, công nghệ mới, form mới, tất cả đều mới. Nếu như là phiên bản 7 tấn trước đây 700B hay là 120 hay là 720 thì nó là xe 7 tấn, tuy nhiên là công nghệ động cơ thì nó bé hơn, nó là động cơ que chai, con này là động cơ du chai. Đấy, công nghệ áo cho nên là nó khỏe hơn, nó trên 4.4, nhớ không nhầm 4.4 cộng với bình dầu là 120 lít cơ. Đấy, tất cả lốp vẫn sử dụng lốp 825-16, cho nên là chiếc xe này ba khoang, anh em chở cám hoặc là chở trâu bò hay là chở dăm hay chở gỗ thì phù hợp với công việc của anh em, thì anh em có thể lựa chọn cái mẫu xe Thaco Olin S720 này, cũng là một mẫu xe mới. Đấy, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024 cơ anh em ạ. Thì thay thế cho những mẫu xe cũ thì hiện tại bãi xe em đặt xe tải, và trong clip này thì em cũng giới thiệu những con xe mà mới về, cũng là một số những mẫu xe siêu lướt anh em có thể ngâm cứu và lựa chọn nha. Đấy, một mẫu xe nữa mới về, đây là Kia K2700 đời 2007. Mẫu xe này ít tiền thôi, nó loanh quanh tầm 100 triệu thôi, loanh quanh tầm 100 triệu thôi anh em ạ. Nếu anh em đang khởi nghiệp, nếu anh em đang ít vốn, nếu anh em cần sự an toàn, ổn định thì đây là một mẫu xe mà đáng để sử dụng. Một mẫu xe chỉ loanh quanh tầm 100 triệu thôi, anh em yên chí luôn. Có gì đi chăng nữa, dù làm được hay không làm được thì nó cũng chỉ thay cái công cụ, cái xe, nó thay cho một con xe thổ để mình làm thôi. Đấy, tại vì đời 07 thì đăng kiểm hạn sử dụng, niên hạn sử dụng nó còn vô cùng nhiều, 25 năm thì 07 thì bây giờ vẫn còn loanh quanh tầm bao nhiêu năm nữa thì anh em thử tính giúp em. Em hơi chậm tính toán, còn nhiều lắm, còn những con này nó còn 7-8 năm gì nữa cơ. Đấy, con này 07 là 07, 223 mới được bao nhiêu năm đâu, 25 năm niên hạn sử dụng. Con này đời 2007, bây giờ năm 2023. Đấy, 23 trừ đi 7. Đó. Tiếp theo là mẫu Kia K250. Thì Kia K250 như anh em biết rồi đấy, cái biển này thì cũng chả tính làm gì, tại vì bây giờ định ra nhà chủ trước rồi. Thì nếu mà anh em mà đi mua xe thời điểm này ấy, mà sẵn có nguồn hàng thì cứ chạy đi đã. Cái việc ra tên đổi chủ thì anh em hiểu rõ về luật ấy, thì anh em sẽ thấy rằng nó cũng không khác trước đây là mấy. Đấy, nó chỉ khác một cái là ví dụ cái biển đẹp như thế này. Đấy, nếu mà anh em ở biển ở 98 Bắc Giang chẳng hạn, như ngày xưa thì anh em ra tên thì giữ nguyên biển. Đấy, nhưng bây giờ ấy là phải định danh thì, anh em mà muốn giữ cái biển này thì chỉ có để đấy mà đi thôi, chứ không giữ được. Nếu mà anh em rút hồ sơ ra tên thì lại bấm biển mới, biển này lại trả lại cho chủ cũ. Đó, cái Kia K250 đời 2018 này hiện tại thì em cũng để với một mức giá thì rất là ưu đãi, là 315 triệu có phích nhẹ nhàng cho anh em thiện chí thôi. Mẫu xe này thì để ngang ngửa với những mẫu xe Kia K165. K165 đời 2017 thì nó cũng loanh quanh tầm đấy thôi. Thì hiện tại thì bãi xe còn rất là nhiều, đời 15, 16, 17. Cái Kia máy cơ và Kia máy điện, thì anh em cần mẫu xe nào, anh em thích dòng xe nào thì em sẽ để cho anh em những dòng xe như vậy anh em ạ. Tiếp theo nữa là những cái mẫu xe cũng mới về. Hôm nay thì em cũng sẽ không review hết tổng thành, mà em sẽ review cơ bản những mẫu mới về. Nó rơi khoảng tầm 5 đến 6 mẫu gì đó. Thì có cái mẫu xe này, nó là mẫu xe Olin 700 đời 2021. Thì đời 21 thì loanh quanh thì hiện tại em đang bán so với tháng trước thì nó rẻ hơn rất là nhiều. 8 tấn nhiều anh, Auman rồi là Olin có con 7 tấn anh ạ. 8 tấn có Olin 800A ấy. Đấy, để bãi khác anh vào trong nhân viên tư vấn cho anh. 300 có anh. 8 tấn. Có 800A 215. Đấy, trước mặt thì anh em là con 700 đời 2021. Đời 2021 thì hiện tại so với tháng trước thì em đang để với một mức giá đó là 340 triệu. Đầu năm cách đây 2 tháng trước thì để vẫn báo là 370, bây giờ giá hạ nhiệt xuống còn 340 triệu, có bớt cho anh em thiện chí.
Còn ở đầu chương trình thì em đã phân tích những cái rủi ro của việc trả góp ngân hàng. Còn đâu anh em cảm thấy rằng vẫn chịu được nhiệt, vẫn cảm thấy rằng cơ hội vẫn ok thì em vẫn hỗ trợ ngân hàng nhá anh em nhá. Đấy, em chỉ phân tích một cái góc độ trái chiều mà rất ít anh em phân tích. Còn đâu là anh em hiểu rõ rồi, làm chủ được rồi thì vẫn chơi. Chúng ta quan trọng là chúng ta hiểu. Đấy, khi làm trả góp ngân hàng là chúng ta phải hỏi rõ ràng từng khoản mục. Đấy, cái này nó có phát sinh cái gì hay không, sau này tất toán là bao nhiêu và mức mức lãi như thế nào, trong thời gian bao lâu. Đấy, thì chúng ta phải hiểu thì mình chúng ta mới làm, không hiểu không làm được đâu. Đó, thì đó là những cái mẫu xe mới về ngày hôm nay. À, thêm con kia Taco Tauler này nữa, Taco Tauler 9 tạ này. Đấy, nếu mà anh em đang tìm kiếm một mẫu xe mà để luồn lách trong các ngõ nhỏ, luồn lách trong các ngõ nhỏ thì đây là một mẫu xe phù hợp. Đời 19 nhưng mà xe mới đi hơn 2 vạn thôi. Xe tất cả lốp theo xe còn nguyên, máy móc nguyên bản, cột kèo nguyên bản. Để cho anh em một mức giá đó là 130 củ khoai, có linh động và gia lộc cho anh em thiện chí, xe như mới. Đấy, thì ít tiền thì làm những con như này, nhỏ nhắn làm những con như này nó sẽ rất là hợp lý và thu hồi vốn nhanh. Đó. Thì trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi livestream trực tiếp cũng như video trực tiếp của em đặt xe tải ngày hôm nay. Còn anh em đang sử dụng dòng xe nào hãy cứ bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi và thảo luận xem dòng xe nào nó tối ưu về cả kinh tế lẫn là nhu cầu, hiệu suất, công năng sử dụng anh em nhé. Trân trọng cảm ơn anh em. Hãy bấm follow cũng như là đăng ký kênh trên TikTok, Fanpage, Facebook, đặt xe tải cả YouTube nữa anh em nhé.